Hãng xe to. Hãng xe to nha. Còn hãng xe to. Đây là cái hình ảnh cái chân răng 16 bị gãy chân này. Chính chỉ để nó này nó nhiễm trùng ấy, và nó gây suốt ngày nó đau một lửa mặt bên mình, cái lửa mặt bên phải này của mình. Để nó nhiễm trùng nó lan. Rồi, okay. Hút luôn ở trong. Nhầm được. Hãng xe to. Đổ luôn đây này. Thôi hết. Rồi, đã xong. Đấy, cái phần khó nhất là. Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn. Giống cái điểm. Rất là to, rất là to. Cái đấy đấy. Nó thật to, nó thật to. Nó thật to. Đấy. Vừa sát vào đi. Bởi vì không phải phòng khám nào có được cái máy chụp CT nó vượt qua bao nhiêu của người ta đi thẳng về đây luôn. Cái công nghệ này thì cả tỉnh này thì gần như chỉ có em làm thôi. Thấy thấy không? Cái chân em đưa vào đấy. Vâng. Nhìn thấy chưa? Cái dụng cắm mới rồi. Tí quay lại cái hình này. Bị nát ở bên dưới luôn. Đấy. Hai. Anh quay kìa. Từ anh kêu áo.